Hai, trước mặt các bạn đang là một chiếc hộp của Nokia. Nó xứng đáng là một trong những cái chiếc hộp to ơi là to từ xưa đến bây giờ. To lắm. Nó to hơn cả hộp của con E90, dày hơn cả hộp E90. Và chúng ta hãy cùng khám phá xem nó là chiếc điện thoại nào. Rất là màu mè đúng không? Đây, ngày xưa Nokia nó hay in những cái loại này. Đó. Rất là màu mè. Đó là chiếc điện thoại nắp trượt 7650. Wow, quá là đẹp. Tôi chưa cần nói đến những cái chuyện gì, nhưng mà tôi chỉ cần nói đến những cái hình ảnh mà nó in trên đây là tôi thấy nó đã đẳng cấp cỡ như thế nào. Cái cách mà nó kẹp cái điện thoại vào đây thì nó rất giống, nó làm cho tôi tưởng tượng đến một cái chiếc điện thoại đó là 8910i 8910 á. Thì ngày xưa nó cũng đóng gói những cái kiểu như thế này. Để tôi xem nó mở ở đâu. Lâu quá, ở đây. Các bạn lôi nó ra nhé, lôi nó ra. Lôi nó ra, các bạn thấy nó sành điệu chưa? Lâu quá để quên hết cách mở. Các bạn mở nó ra. Đó, bạn chờ chút xíu. Tôi quay một tay nên hơi khó một tí. Đây. Tất cả những thứ thì nó vẫn đầy đủ thôi. Tại vì tôi ship về thì nó như thế. Đây. Các bạn thấy chưa? Chiếc điện thoại rất là kinh khủng. Gần 20 năm trời mà nó còn khủng khiếp cỡ như này. Các bạn nhìn này. Còn siêu nha. Rất là kinh khủng. Các bạn nhìn nó khủng khiếp như này các bạn. Dày dặn. Rất là ghê gớm. Rất dày dặn, rất ghê gớm. Và nó có cái gì là nó rất là khủng khiếp. Các bạn thấy chưa? Đây, nắp trượt nó sành điệu này cơ mà. Các bạn nhìn thấy nha. Tôi quay cho các bạn nhìn này. Đấy, cái nốt truyền thống của Symbian. Joystick. Đấy, trượt nó kêu khực khực khực. Đó. Đẹp chưa? Chiếc này thì đắt lắm các bạn ạ. Nó không rẻ đâu. Chiếc này thì đắt lắm, lắm lắm. Nó chỉ dành cho những cái này mà tôi nói thật với các bạn. Nếu như các bạn chạy một cái chiếc xe hơi mà nó găng tơ giống như cái kiểu MG hay là cái gì BMW mà giống như kiểu gấu gấu mà giống như kiểu 750 Li hay là những cái con mô tô, bạn xài con này thì thôi rồi. Quá kinh khủng. Các bạn thấy không? Nó trượt, nó nặng. Thời này xài Vega. Đấy, xài Vega. Xài Vega thì chắc phải, tôi đoán là 2002. Tầm đấy, năm 2002. Gần 20 năm rồi. Đấy, hỗ trợ giọng nói Push Talk. Đấy, có hỗ trợ giọng nói đồng hoàng đấy chứ. Rất tuyệt vời. Đấy, các bạn nhìn xem. Thời xưa nó thiết kế điện thoại như thế cơ mà. Quá kinh khủng. Quá là kinh khủng. Cái hộp của nó nhìn cũng sành điệu đây. Các bạn nhìn cái dòng cao cấp, cái hộp của nó làm cái mút nó rất là sành điệu nhé. Con này sản xuất từ lâu lâu, lâu thật là lâu rồi. Mà nó có cái mút nó rất là xịn. Này, từ vỏ hộp cho tới cái mút nó rất xịn. Sau này đến đời 6300 hay kể cả những cái con 6700 nó cũng không xịn bằng cái con này. Tại vì con 6700 là tầm thấp thôi. Con này là con flagship, con thời đó là flagship. Thì nó thiết kế này, các bạn nhìn cái thanh ray, các bạn nhìn cái thanh ray của nó này, rất là xịn. Rất là xịn luôn. Trời. Sao mà cái điện thoại cổ nó thiết kế nó hay thế. Nhìn thấy. Trời. Nghe nó khực một cái. Đây các bạn nghe lại này. Trời. Thế. Đây sần sần các bạn nhìn. Đấy, cái lớp sơn nó sần sần, sướng ơi là sướng. Tất nhiên video này không dành cho mấy bạn trẻ nhé. Mấy bạn trẻ, mấy đứa mới lớn lên 18 đôi 10 hay là mấy đứa mà ăn nói thiếu lễ phép với người lớn thì các em không cần comment vào trong bài của anh. Các em đang non lắm. Nên tôi vẫn nói một chuyện mà các bạn có thể mua một chiếc xe hơn 100 à, các bạn có thể mua một chiếc xe máy 100 triệu. Nhưng mà liệu các bạn có dám để 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 1 tỷ lên trên các bạn ngắm không? Thì điều đó nó cũng rất là đau đầu đấy. Chuyện không phải là đơn giản đâu. Nên là khi comment bất kỳ một cái thứ gì trên mạng thì mình cũng phải cho nó đàng hoàng một tí, ăn nói cho nó biết lễ độ một tí. Nói chung là phải biết mình đang đứng ở đâu và mình là ai. Ok. Các bạn có nhu cầu sưu tập liên hệ với tôi nhé. Từ bao da cho tới điện thoại Nokia, BlackBerry hay những chiếc điện thoại độc lạ cứ liên hệ với tôi sẽ ship về cho các bạn. Đó, rất là tuyệt vời. Các bạn cùng chiêm ngưỡng. Link thì tôi để ở dưới video, các bạn có thể tham khảo. Xin chào, hẹn gặp lại.